Thưa quý vị, Vão Bản Tết Xíp Xí của đồng bào dân tộc Thái Trắng được tổ chức vào ngày 14 tháng 7 âm lịch hàng năm. Và theo quan niệm, đây là ngày con cháu hướng về tổ tiên, là dịp để người lớn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến trẻ em. Tết Xíp Xí đã có từ lâu đời, và trong sự phát triển của xã hội hiện nay, thì Tết Xíp Xí đã được đồng bào dân tộc Thái Trắng ở huyện Phú Yên gìn giữ cho tới nay. Dù nhiều người đi xa quê hương, nhưng cứ đến ngày 14 tháng 7 âm lịch, họ lại quay trở về để cùng gia đình ăn Tết Xíp Xí. Năm nào cũng vậy, cứ đến trước Tết Xíp Xí một vài ngày, các gia đình lại chuẩn bị các nguyên liệu để làm bánh ít, loại bánh không thể thiếu trong ngày này. Đối với người Thái Trắng, bánh ít vừa để cúng tổ tiên, vừa để làm quà biếu cho bà con, anh em trong dòng họ, khách quý và trẻ nhỏ tới thăm trong dịp Tết Xíp Xí, thể hiện lòng mến khách. Tôi cũng như mọi gia đình khác của người Thái Trắng Phú Yên cũng tất bật về khâu chuẩn bị cho ngày Xíp Xí, nhất là về chuẩn bị về nhân nguyên vật liệu để làm bánh ít. Tôi rất quan trọng về cái phần chọn gạo để làm bánh và nhân để cho bánh ngon hơn. Với lại bên cạnh những món truyền thống như không thể thiếu như bánh ít uôi, người Thái chúng tôi còn phải có thịt vịt, đấy là món truyền thống. Bên cạnh những món truyền thống, chúng tôi còn vẫn thêm những món theo khẩu vị từng gia đình. Xíp Xí là một trong những lễ hội truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái Trắng huyện Phú Yên, do đó cũng đã được cấp ủy chính quyền huyện Phú Yên đặc biệt chú trọng. Vào ngày 14 tháng 7 âm lịch, vài năm trở lại đây, huyện Phú Yên đã tổ chức lễ hội Tết Xíp Xí tại xã Quang Huy. Năm nay thì cái công tác tổ chức thì chúng tôi cũng tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của huyện, thì các nội dung tổ chức nhân dịp buổi lễ hội thì được tổ chức phong phú hơn mọi năm. Như mọi năm thì chúng tôi tổ chức hội thi ẩm thực. Năm nay thì chúng tôi tiếp tục duy trì và tổ chức thêm các hoạt động như là tổ thi trang phục truyền thống dân tộc Thái và tổ chức các trò chơi dân gian, và đặc biệt là vinh danh các trẻ em có thành tích trên các lĩnh vực. Ngày nay xã hội phát triển, nhiều nét văn hóa của dân tộc Thái không còn được nhiều bạn trẻ biết đến. Chính vì lẽ đó, những lễ hội như Tết Xíp Xí sẽ giúp cho thế hệ trẻ biết và trân trọng hơn nét đẹp văn hóa dân tộc mình. Nền văn hóa rất là lâu đời rồi của người riêng người Thái của Mường Tức ấy, ngày xưa là chỉ có người Thái Mường Tức làm thôi. Ở cái khu vực xã Quang Huy làm thì cái nghề này thì sẽ không bị mai một, bởi vì là từ đời ông đời cha truyền sang đời con đời cháu, và cho đến bây giờ thì nó vẫn còn nguyên giá trị. Tết Xíp Xí diễn ra trong một ngày duy nhất và được tổ chức theo từng gia đình, có nơi theo dòng họ và tùy từng hoàn cảnh gia đình mà tổ chức to nhỏ khác nhau. Với người Thái Trắng, Xíp Xí cũng là dịp đồng bào thể hiện lòng mến khách của mình. Dù là ai khi đến nhà đều được đón tiếp nồng hậu, chu đáo, được thưởng thức những món ăn đặc trưng chỉ có trong ngày Tết Xíp Xí.